Hello, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Nhi TV. Thì hiện tại mình đang đứng tại chùa Bửu Long, hay còn có tên gọi là chùa Thái Lan. Thì chùa Bửu Long tọa lạc tại số 81 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9. Thì ngôi chùa này thì cách trung tâm thành phố thì khoảng 20 km. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào tham quan ngôi chùa thôi các bạn. Thì ngôi chùa này thì nằm trên một cái ngọn đồi ở phía tây của sông Đồng Nai. Thì chùa có tên chính thức á, lúc đầu thì có chùa có tên là Tổ Đình Bửu Long, thì được thành lập năm 1942. Đến năm 2007 thì chùa Bửu Long được đầu tư xây dựng và trùng tu thêm, trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu cho sự kết hợp hài hòa văn hóa của Thái Lan, Ấn Độ cùng tinh hoa kiến trúc của nhà Nguyễn. Thì cũng nghe nói là ngôi chùa này á thì được xây dựng theo chủ trì Thích Quyên Minh. Thì dựa vào thiết kế của ý tưởng của thầy thì ngôi chùa được xây với hai tông màu, là màu trắng và màu vàng. Thì đây mình có thể gọi là một cái bảo tháp luôn nha các bạn. Có thể đây là một cái ngôi chùa, một cái bảo tháp mà lớn nhất của Việt Nam. Thì hiện tại ngôi chùa này thì có chiều cao là nằm trong tầm khoảng là 56 mét. Đây, hiện tại là mình đang đi ở hướng đường đi vào lối chính của chùa. Thì ngôi chùa này thì nó có diện tích rộng là khoảng 12 hecta, khá là rộng đúng không? Thì mình đi thì nếu mà mình đi tham quan là cũng phải mất tầm cả ngày mới tham quan hết được cái ngôi chùa này các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi xem là về cái bảo tháp chính của chùa thôi. Nếu mà có dịp rảnh mình sẽ quay trở lại vào lề, mình quay tất cả các cảnh ở chùa này cho các bạn. Thì vào năm 2007 á, thì chùa cũng liên tục trùng tu và tôn tạo với các khu vực chính, chánh điện, tăng xá, tai đường, khách đường, tổ đường, thiền thất của chư tăng ở. Các bạn thấy không? Hiện tại là mình đang quay cái cổng chính, mặt chính của chùa. Thì trước chùa thì mình có một cái đài sen với hình rồi những con lòng. Thì chùa thì lấy theo cái kiến trúc cung điện với màu trắng chủ đạo, phối hợp cùng màu vàng lực lở ở phần chóp của kiến trúc chùa Thái Lan. Thì nhờ cái kiến trúc đó mà nhiều người á, ta nhìn vô đây ta gọi đây là chùa Thái Lan, chứ mình không có gọi là theo cái chùa như, chùa Bổ Phước hay là cái thiền viện tổ đình Bửu Long. Thì các bạn nhìn thấy thì cái chùa này cũng có nét văn hóa của Thái Lan, Ấn Độ. Thì ở đây thì bảo tháp chùa thì nó cao khoảng là 56 mét.
Thì trong đây thì chùa này thì rất là mát nha các bạn. Đi trong đây là không khí rất là mát, cảm giác như rất là yên bình luôn. Chùa Bửu Long thì nằm, phải nói là nếu mà ta nhìn thấy từ trên cao thì nó giống như là nằm ở giữa núi rừng thiên nhiên, hòa mình với cây cối rộng lớn, với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Thì chùa thì hiện tại là liên tục trùng tu luôn nha các bạn. Trùng tu nó rất là khang trang nhưng mà không đánh mất đi cái nét sơ khai cũng như là hình dáng nét cũ cổ của chùa chùa cổ. Thì hiện tại chùa này thì các mình đi vào ngày thứ trong tuần nhưng mà cũng có rất là nhiều người đến đây tham quan viếng chùa và chụp ảnh lưu niệm lại. Là hiện đang thấy một cái ngôi chùa rất là đẹp đúng không các bạn? Có thể nói là nếu mà đây là một cái ngôi chùa khá là nổi tiếng. Đây là ngôi chùa, ví dụ đây là ngôi chùa thì nó cũng không thể thể nào đó là nó lạ với người dân thành phố nữa. Nếu là các bạn mà du khách từ các nơi tới đến về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn không nên bỏ qua cái ngôi chùa tuyệt đẹp này. Thì ngôi chùa này thì các bạn cũng như thấy là đây là ngôi chùa có thể nói là không nhang khói nha các bạn. Vào chùa là mình không có được thắp nhang, chỉ cần đến đây có lòng thành bái Phật cầu nguyện là được. Đây cũng đây nơi đây thì cũng chính là cái điểm tham quan ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ yên bình của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngôi chùa này thì cũng lọt vào top 10 ngôi chùa có thiết kế đẹp nhất thế giới. Thì chùa Bửu Long là có thể nói là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhất của nhiều du khách. Thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái ngôi chùa này thì không giống bất kỳ ngôi chùa nào khác ở Việt Nam chúng ta. Thì chùa Bửu Long á, thì có sở hữu nét kiến trúc hết sức là đặc biệt. Thì mình có thể thoạt, các bạn coi thoạt nhìn thì mình mới cứ ngửi là đây là chùa Thái Lan nhưng mà không phải nha, đây là hoàn toàn đây là chùa Việt Nam. Thì
mình cũng đi quay vòng vòng sớm giờ. Bên nước ngoài thì thật ra là chùa Bửu Long á, thì 12 giờ người ta sẽ đóng cửa ở cổng cung điện chính, đến đến buổi chiều thì tầm khoảng 1 giờ rưỡi người ta mới mở cửa lại. Thì hiện tại mình đang đi ở quay trong đây là cái sảnh, là cái này nơi đây là có để dành tổ chức cái hội nghị tiệc văn hóa ở đây. Thì lát nữa mình sẽ đưa các bạn đi lên trên tham quan cái cung điện cung điện chính của ngôi chùa. Đây thì đây là ngôi chùa này, thì mình đang đi lên đây. Đây là cái tầng cao nhất của ngôi chùa này nha bạn. Thì cái ngôi chùa thì thật ra là nó có 4 tầng, thì đang mình đang đứng ở tầng thứ ba, thì mình sẽ đưa các bạn vào sẽ tham quan cái trong cái ngôi chùa. Các bạn cũng thấy từ trên cao thì mình sẽ nhìn từ cái tầng 3 của ngôi chùa, sảnh chính, nó chính của chính điện, thì chúng ta sẽ thấy thấy được cái cảnh của ngôi chùa ở bên dưới. Lên trên cao tầng 3 thì chúng ta cũng có thể thấy, cũng có thể nói được là cảnh sắc chùa như một chốn bồng lai nơi tận thế vậy nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng vào sảnh chính của ngôi chùa. Đây thì chúng ta thấy ngôi chùa chính thì nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà nó nhìn rất là uy nghi nha các bạn. Thì đây đây là cái có thể nói gọi đây là cái xá lợi của các đức Phật, mà những vị Phật mà tu đắc đạo. Khi mà viên tịch thì nó sẽ khi mà viên tịch thì nó khi mà mình thiêu thì cái gì sẽ là những cái viên xá lợi như thế này. Thì xá lợi đây có những người có họ hột to, hột cũng nhỏ, rồi cũng đủ màu sắc nha các bạn. Có thể xá lợi thì bạn bạn tham quan ở chùa Thái Lan này thì bạn có thể vô đây tham quan xá lợi, thì nó là ngũ sắc luôn, đủ màu. Thì bạn nãy giờ mình đi vòng vòng quay bạn xem thì không có chỗ nào để cho thắp nhang, nên ở đây người ta gọi là có thể mệnh danh là chùa này là chùa không khói nha bạn. Vô đặc biệt là mình vô cái ngôi chùa này thì tham quan tại các sảnh vô chính của chùa thì mình ăn mặc á, là phải kín đáo, không được mặc quần đùi và váy ngắn. Thì ở đây là nó cấm không cho mình ăn mặc như vậy. Và thì ngôi chùa Bửu Long này thì là một trong những số rất ít các ngôi chùa được xướng tên trong các điểm du lịch tâm linh thế giới. Nếu mà các bạn mà có
đam mê du lịch, muốn khám phá ngôi chùa Huy Nga thanh tịnh này.